Xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình Đồng Nai Ngày Mới của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Kính chúc quý vị và các bạn một ngày cuối tuần nhiều niềm vui. Chương trình sáng nay Chủ nhật ngày 16 tháng 4 năm 2023 sẽ có các nội dung đáng chú ý như: Thủ tướng đi thử nghiệm tàu metro Bến Thành Suối Tiên, thúc đẩy dự án nút giao thông lớn nhất thành phố Hồ Chí Minh; vẫn nóng chuyện bụi đỏ từ sân bay Long Thành; cài đặt VNEID có thật sự khó; nhiễm dung sáng có thể gây ra những biến chứng nặng nề sẽ là câu chuyện của Khỏe cùng DNRTV sáng nay. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, chiều qua tại thành phố Hồ Chí Minh, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn công tác đã đi thực địa, nghe báo cáo về dự án xây dựng nút giao thông An Phú, khảo sát dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 tuyến Bến Thành Suối Tiên. Đây là lần thứ hai Thủ tướng khảo sát hai công trình hạ tầng giao thông trọng điểm này của thành phố Hồ Chí Minh sau lần khảo sát thứ nhất vào cuối tháng 7 2022. Tại buổi khảo sát, Thủ tướng nhấn mạnh đầu tư công là một trong ba động lực tăng trưởng, ý nghĩa quan trọng trong thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế xã hội bối cảnh hiện nay và góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị chung. Ban quản lý đầu tư xây dựng các công trình giao thông của thành phố cần hết sức khẩn trương triển khai các công việc theo chỉ đạo, tập trung nguồn lực, nhân lực với kế hoạch lộ trình cụ thể, thường xuyên kiểm điểm tiến độ, báo cáo để kịp thời xử lý các vướng mắc. Dự án xây dựng nút giao thông An Phú, quận Thủ Đức có tổng mức đầu tư hơn 3.400 tỷ đồng từ vốn đầu tư công của ngân sách trung ương và ngân sách thành phố, thời gian thực hiện từ năm 2022 đến 2025. Dự án nằm tại điểm đầu của tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây và điểm cuối của đường Lương Định Của giao cắt với đường Mai Chí Thọ, tức đại lộ Đông Tây, được kỳ vọng giảm ùn tắc cho tuyến đường vào cảng Cát Lái, đường Đồng Văn Cống và giao thông khu vực cửa ngõ phía Đông, kết nối thuận lợi với sân bay quốc tế Long Thành khi sân bay hoàn thành và đưa vào khai thác, từng bước hoàn chỉnh hạ tầng giao thông khu vực Thủ Đức nói riêng, thành phố Hồ Chí Minh nói chung. Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, các công trình giao thông trọng điểm chiếm 60% vốn đầu tư công năm 2023 của thành phố. Do đó, việc thực hiện mục tiêu giải ngân được ít nhất 95% là rất quan trọng. Riêng với dự án nút giao An Phú, Thủ tướng nêu rõ có vai trò rất quan trọng. Thủ tướng giao Bộ Giao thông Vận tải thống nhất phạm vi đầu tư, quy mô và tiến độ hoàn thành dự án mở rộng đường dẫn cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đoạn từ nút giao thông An Phú tới đường Vành Đai 2 để thành phố Hồ Chí Minh có cơ sở xây dựng tiến độ triển khai nghiên cứu dự án đảm bảo đồng bộ và phát huy hiệu quả đầu tư các dự án trên tuyến. Tiếp đó, Thủ tướng đã khảo sát tham dự buổi chạy thử nghiệm đoàn tàu metro từ ga Rạch Chiếc đến ga Bến Xe Suối Tiên thuộc dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 Bến Thành Suối Tiên. Thủ tướng giao các cơ quan, đơn vị cố gắng hoàn thành dự án Bến Thành Suối Tiên vào dịp 2 tháng 9 2023 trước một quý so với dự kiến. Đây là công trình biểu tượng để chào mừng 50 năm thiết lập quan hệ Việt Nam-Nhật Bản. Như đã thông tin, thưa quý vị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng vừa có buổi làm việc với lãnh đạo huyện Nhân Trạch về tình hình phát triển kinh tế xã hội trong quý một năm nay. Cùng đi với đoàn có đồng chí Võ Tấn Đức, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Từ đầu năm đến nay, huyện Nhân Trạch thực hiện các chỉ tiêu kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng cơ bản đạt theo tiến độ đề ra. Nổi bật là giải ngân đầu tư công được 168 tỷ đồng, đạt 28% kế hoạch năm, cao nhất tỉnh. Công tác phòng chống dịch bệnh, các chương trình y tế quốc gia, giải quyết việc làm cho người lao động được huyện quan tâm, bảo vệ quyền lợi của công nhân, người lao động, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Tại buổi làm việc, Ủy ban Nhân dân huyện đã kiến nghị gần 20 nội dung, trong đó đẩy nhanh tiến độ thực hiện đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị mới Nhân Trạch đến năm 2045, xem xét bổ sung dự án đường Vành Đai 3 giai đoạn 1A, đoạn Tân Vạn Nhân Trạch vào kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của huyện làm cơ sở để thực hiện công tác thu hồi đất. Kiến nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh làm việc với chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đường cao tốc Bến Lức Long Thành, điều chỉnh quy mô dự án đường 25C, sớm cho chủ trương lập đề án xây dựng đô thị loại 3 và hỗ trợ huyện Nhân Trạch thực hiện các tiêu chí chưa đạt, đẩy nhanh tiến độ khởi công thi công dự án trung tâm y tế huyện tại xã Phước An, hỗ trợ huyện về địa điểm tiếp nhận xử lý rác sinh hoạt. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Tiến Dũng đề nghị huyện nắm bắt tình hình lao động, nhất là lao động thuộc các ngành nghề may mặc, giày da để có chính sách hỗ trợ, tập trung thực hiện các dự án nhà ở xã hội, công tác giải quyết đơn thư khiếu nại. Huyện Nhân Trạch định hướng phát triển lên đô thị nên cần xử lý tốt phân loại rác tại nguồn, quản lý đất công phải chặt chẽ hơn nữa. Chính quyền phải chủ động phòng chống dịch sốt xuất huyết, COVID-19 đang có nguy cơ tái bùng phát. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị các sở ngành xử lý những kiến nghị thuộc thẩm quyền để huyện Nhân Trạch hoàn thành các mục tiêu chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội từ nay đến cuối năm.
Theo Cục Phát triển Doanh nghiệp Bộ Kế hoạch Đầu tư, trước thực trạng chuyển đổi số tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ còn rời rạc và chưa mang lại thành công, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 đã triển khai gói xây dựng lộ trình chuyển đổi số và hỗ trợ tư vấn cho 50 đơn vị. Chương trình đã sàng lọc ra 50 doanh nghiệp có độ sẵn sàng cao theo một số tiêu chí ưu tiên. Trong giai đoạn đầu, Cục đã phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ thông qua dự án thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa, tập trung vào xây dựng các công cụ, tài liệu hướng dẫn, triển khai các hoạt động nâng cao nhận thức và đào tạo chuyển đổi số cho doanh nghiệp. Chương trình đã đạt được một số kết quả tích cực. Khoảng 1.500 doanh nghiệp tự đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số để có phương hướng triển khai. Hơn 10.000 doanh nghiệp tại 40 địa phương được đào tạo trực tiếp về chuyển đổi số. Các hoạt động của chương trình đã góp phần vào sự tăng trưởng rõ rệt trong nhận thức và đầu tư cho chuyển đổi số tại các doanh nghiệp. Hiện nay, Đồng Nai là một trong ba trung tâm có ngành công nghiệp hỗ trợ lớn nhất của Việt Nam. Trong cơ cấu xuất khẩu của Đồng Nai, hơn 60% kim ngạch xuất khẩu thuộc về công nghiệp hỗ trợ. Tỉnh Đồng Nai phấn đấu đến năm 2025, công nghiệp hỗ trợ chiếm khoảng 21-23% giá trị toàn ngành công nghiệp của tỉnh. Phát triển công nghiệp hỗ trợ là yêu cầu tất yếu, song đây là vấn đề rất khó khăn, không chỉ một mình cộng đồng doanh nghiệp hay riêng địa phương có thể thực hiện thành công. Thời gian tới, Đồng Nai sẽ tạo cầu nối liên kết giữa công nghiệp hỗ trợ với các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm hoàn chỉnh, hợp tác chặt chẽ với nhau, phát triển thêm các khu, cụm công nghiệp hỗ trợ cùng với các chính sách khuyến khích kèm theo. Đồng thời phối hợp với Cục Công nghiệp cùng các đơn vị liên quan tăng cường trao đổi thông tin, triển khai các chính sách hỗ trợ một cách hợp lý, kịp thời để thúc đẩy doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh phát triển. Cùng với các địa phương trong vùng Đông Nam Bộ sẽ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Thông qua việc phối hợp chặt chẽ trong công tác tổ chức các hội nghị liên kết vùng trong định hướng phát triển công nghiệp theo lợi thế của từng địa phương, nghiên cứu, đề xuất giải pháp, cơ chế, chính sách cho phát triển công nghiệp và công nghiệp hỗ trợ. Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai cho biết, 3 tháng đầu năm nay, số người rút bảo hiểm xã hội một lần tăng cao. Cụ thể, đã có hơn 15,2 ngàn người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần, tăng gần 18% so với quý 1 năm 2022 và tăng 26,4% so với quý 4 năm ngoái. Tổng số tiền chi trả hơn 1.000 tỷ đồng. Tháng 1 năm nay có hơn 2,7 ngàn người rút bảo hiểm xã hội một lần. Tháng 2 năm nay gần 4,8 ngàn người và đặc biệt là tháng 3 năm nay, số người rút bảo hiểm xã hội một lần gần 7,7 ngàn người. Nguyên nhân số người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần tăng cao đột biến là từ năm 2020 đến nay do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Nhiều doanh nghiệp gặp khó trong sản xuất, người lao động bị mất việc làm nên có xu hướng rút bảo hiểm xã hội một lần để trang trải cuộc sống trước mắt. Ngoài ra, dự thảo sửa đổi luật bảo hiểm xã hội đang có những đề xuất phương án rút bảo hiểm xã hội một lần chỉ được hưởng 50% thời gian bảo hiểm xã hội, khiến nhiều người lao động đổ xô đi rút bảo hiểm xã hội một lần. Việc rút bảo hiểm xã hội một lần sẽ khiến nhiều người sau khi hết tuổi lao động sẽ không có lương hưu, tạo thêm gánh nặng an sinh xã hội cho nhà nước. Nghỉ lễ kéo dài 5 ngày từ Dỗ Tổ Hùng Vương 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay, du lịch và hàng không dự báo sẽ sôi động nhất từ trước đến nay kể từ sau dịch COVID-19. Năm 2023 là năm cả nước kích cầu du lịch trên tất cả các hãng nội địa đều tung ra chương trình khuyến mãi, tích điểm để thu hút và khôi phục thói quen di chuyển của người dân với hãng. Hơn nữa, kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4, 1 tháng 5 năm nay kéo dài 5 ngày liên tiếp, tạo điều kiện cho mọi người lên kế hoạch đi du lịch trong và ngoài nước sau 3 năm gián đoạn vì COVID-19. Tính đến thời điểm hiện tại, các hãng vẫn liên tục tung mã giảm giá để có thể lấp đầy hết chuyến. Trên lĩnh vực nông nghiệp, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP vừa kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét để sớm có một chương trình kích cầu, tạo tâm lý yên tâm cho nông ngư dân, duy trì sản xuất nguyên liệu. Cụ thể, VASEP đề xuất có gói tín dụng khoảng 10.000 tỷ đồng với lãi suất thấp bằng với mức vay ngoại tệ cho doanh nghiệp thủy sản vay, thu mua và trữ nguyên liệu khi vào vụ thu hoạch. Đồng thời, doanh nghiệp cũng kiến nghị ngân hàng rà soát thủ tục và xem xét các gói tín dụng ưu đãi dành cho hộ nuôi tôm nhỏ lẻ, cho các doanh nghiệp thủy sản được giãn nợ 3 đến 5 tháng cho các khoản vay đến hạn phải trả trong quý 1, quý 2 năm nay. Tại Đồng Nai, những ngày này, nông dân trên địa bàn huyện Xuân Lộc đang bước vào thu hoạch chính vụ đông xuân 2022-2023. Vụ đông xuân năm nay nhờ tích cực đưa các loại giống lúa, bắp chất lượng cao, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, đặc biệt là nguồn nước tưới đảm bảo nên năng suất lúa, bắp tại nhiều cánh đồng trên địa bàn đạt cao. Cùng với đó là giá bán ở mức khá nên bà con rất phấn khởi. Cũng như một số địa phương khác trong huyện,
Tại cánh đồng xã Xuân Hiệp, không khí nhộn nhịp tất bật thu hoạch vụ bắp đông xuân, tiếng xe cơ giới hối hả ra đồng thu hoạch bắp. Theo nhiều nông dân, vụ đông xuân năm nay nhờ thời tiết thuận lợi nên cây bắp sinh trưởng phát triển tốt, năng suất ước đạt từ 11 đến 12 tấn một hecta, ngang bằng với niên vụ năm rồi. Hiện giá bắp đang được thương lái thu mua với giá 7.400 đồng một ký bắp khô. Sau khi trừ chi phí đầu tư, mỗi hecta nông dân thu lãi trên 50 triệu đồng. Năm nay nhờ thời tiết ôn hòa, coi như là nhờ đường nước mà thủy lợi đưa về nên việc mà tưới tiêu nó được thuận lợi nên bắp năm nay đạt. Hiện nay thì chúng tôi đang còn thu hoạch nhưng mà vì thời tiết năm nay nó không như mọi năm, coi như là trời có mưa phơi 2-3 ngày rồi mà lúa bắp vẫn chưa được khô đó, nên cùng con việc khó khăn phơi bắp nó cũng được thuận lợi. Không chỉ những hộ nông dân trồng bắp mà nông dân trồng lúa cũng rất phấn khởi thu hoạch vụ đông xuân này. Năm nay nhờ tích cực chăm sóc và sử dụng giống lúa đạt chất lượng cao nên năng suất lúa của bà con nông dân tại cánh đồng xã Xuân Hiệp đạt khá cao, trung bình khoảng 7 tạ một sào. Cá biệt có một số hộ trồng giống lúa Đài Thơm 8 và giống lúa ST25, trung bình năng suất đạt 7,5 đến 8 tạ một sào. Ngoài niềm vui được mùa, bà con nông dân ở đây rất phấn khởi vì khâu thu hoạch dễ dàng. Hiện giá lúa đang được thương lái thu mua tại chân ruộng dao động từ 6.500 đến 7.000 đồng một ký. Sau khi trừ chi phí đầu tư, nông dân thu lãi từ 20 triệu đồng một hecta. Cái nhờ bà con ta cũng nhờ được cái khoa học. Đấy là cái nhờ được đưa cái thứ nhất là đưa được cái máy gặt liên hợp về thì bà con ta đỡ chi phí tốn công. Đấy cái công gặt thì ví dụ trước làm nó cả tuần đấy, bây giờ rút gọn thì làm được một buổi là xong thôi. Đấy là cái như của tôi là trước là tôi làm cả tuần 10 ngày mới xong, mà bây giờ tôi làm thì một buổi là xong rồi. Chi phí đầu tư sản xuất cho vụ đông xuân năm nay khá cao, theo bà con nông dân do giá vật tư nông nghiệp tăng cao. Tuy nhiên bù lại được năng suất cao và giá cả ở mức khá, sau khi trừ chi phí đầu tư nông dân vẫn có lãi. Cùng với thu hoạch lúa, nông dân trên địa bàn huyện còn tận dụng nguồn phụ phẩm từ rơm bán cho các cơ sở làm nấm rơm và chăn nuôi gia súc. Theo đó mỗi hecta nông dân tăng thêm thu nhập khoảng 3 triệu đồng. Bên cạnh đó thì với cái bắp thì năm nay thì bà con đã gieo xạ với cái tổ hợp tác cái bắp này. Diện tích là 6-7 hecta thì bà con đưa giống mới thâm canh tăng vụ để tạo cái năng suất cho bà con nông dân. Bên cạnh đó là chúng tôi đã triển khai thực hiện cho bà con xuống giống cái vụ lúa của năm nay, như vậy là được 4-7 hecta thì năm nay lúa đang thu hoạch. Vụ đông xuân 2022-2023, toàn huyện Xuân Lộc gieo trồng hơn 9.600 hecta, tập trung nhiều ở các xã Lan Minh, Xuân Phú, Xuân Hiệp. Ngay sau khi thu hoạch vụ đông xuân, nông dân sẽ bắt tay vào làm đất, chuẩn bị xuống giống vụ hè thu với hy vọng lúa, bắp sẽ tiếp tục đạt năng suất cao. Giá bán và vật tư nông nghiệp ổn định để nông dân có thêm thu nhập, cải thiện được đời sống. Thưa quý vị, từ sau Tết đến nay, những cơn bão bụi phát sinh trong quá trình san nền dự án xây dựng sân bay Long Thành khiến hàng ngàn hộ dân xã Bình Sơn và những khu vực lân cận bị ảnh hưởng nặng nề. Những ngày gần đây, tuy tình hình có giảm bớt, nhưng ô nhiễm bụi đỏ vẫn là nỗi bức xúc của người dân, không chỉ khu vực dự án mà lan đến tận Biên Hòa và cả thành phố Hồ Chí Minh. Ghi nhận của phóng viên Đồng Nai Ngày Mới. Đây là những hình ảnh mà chúng tôi vừa ghi nhận tại Bình Sơn. Văn phòng Ủy ban dân xã Bình Sơn và cây cối xung quanh trường mầm non xã Bình Sơn bị bao trùm bởi bụi đỏ. Hiện nay bà nói cái lượng gió theo cái không khí gió đó thì nó thổi từ trong khu dự án thì ra đây thì ông chí cũng có ngó xung quanh đây, chúng ta là đã thấy đó là cái bụi đỏ nó rất là ảnh hưởng lớn đến cái cuộc sống của nhân dân ở đây cũng như là của số học sinh thì trên cái địa bàn của xã Bình Sơn. Còn đây là hình ảnh tại nhà chị Đặng Thị Lan Phương, người dân ấp 1 xã Bình Sơn. Chị Phương cho biết từ đầu năm đến nay, lượng bụi phát sinh quá nhiều khiến người dân vô cùng khổ sở. Để chống bụi, gia đình chị phải chi gần 5 triệu đồng để lắp bạt che chắn xung quanh nhà, nhưng cũng chỉ hạn chế được phần nào. Nhà chị thì không có con nít nhưng mà có người già, có nghĩa là mẹ chị lớn tuổi rồi, mẹ chị bảy mấy tuổi rồi, mà phổi mẹ chị cũng không được tốt nữa. Nên chị phải đầu tư để cho tránh mẹ chị không có bị bệnh thứ hai nữa là nó sạch sẽ nhà cửa. Chứ bây giờ ngày nào cũng phải lau phải rửa rất là cực, cực lắm. Bụi đỏ tấn công đã làm ảnh hưởng tới mọi mặt trong đời sống sinh hoạt của người dân. Tiệm tạp hóa nhỏ của bà Thủy từ đầu năm đến nay buôn bán ế ẩm vì người dân hạn chế ra đường. Bản thân gia đình bà cũng vất vả để giữ cho tiệm tạp hóa không bị bụi che lấp.
tội nhất là các em học sinh hàng ngày phải tắm bụi đến trường. Bụi đất khiến quần áo lấm lem và nhiều em bị bệnh vì hít bụi kéo dài. Giờ thì ảnh hưởng chưa đâu đâu, ảnh hưởng bụi thôi chứ mai mốt thì xong. Tôi kiến nghị lên để cấp trên cũng xem xét để cho giảm bụi lại bớt. Mà bằng mọi cách để giảm bụi. Chứ bây giờ đôi khi gió rồi cũng không được, không mình không có cản được gió. Gió thì khi mà trời chuyển mưa hoặc là cái lốc xoáy thì làm sao mà người cản được. Đôi khi cũng chỉ cầu trời mưa thôi chứ, cầu cứu trời mưa thôi chứ cũng không có khó khăn gì. Giờ mình khó khăn thì mình cũng không biết nói sao. Biết là cái công trình này là công trình quốc gia, mình cũng là người dân, mình cũng rất là thích là cái sông cây này nó làm để cho xanh nhanh chóng, để cho người dân mình cũng được cái quyền lợi. Là một là cái sau này nó phát triển, là hai nhưng mà mình thương là mình thương cái lớp học sinh trẻ nhỏ nè, đó mấy em rất là ảnh hưởng. Người dân vẫn biết khi thi công một đại công trường trên một phạm vi rộng lớn hàng ngàn hecta, lại trong thời kỳ cao điểm mùa nắng nóng sẽ khó tránh phát sinh bụi bặm. Tuy nhiên, việc chủ đầu tư và các nhà thầu để lượng bụi phát sinh quá lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống sinh hoạt cũng như sức khỏe của người dân, đó là điều cần phải sớm được xử lý. Tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác vừa diễn ra tại các địa phương trong tỉnh Đồng Nai. Huyện ủy Nhân Trạch vừa tổ chức hội nghị ban chấp hành đảng bộ huyện lần thứ 12 khóa 6, nhiệm kỳ 2020-2025, nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong quý 1 năm nay. Từ đầu năm đến nay, huyện Nhân Trạch đã thực hiện vượt và đạt 25 trên 56 chỉ tiêu đề ra trong năm nay. Đánh giá tại hội nghị cho biết tình hình kinh tế xã hội của huyện trong 3 tháng đầu năm phát triển ổn định. Toàn huyện có 318 dự án đang hoạt động giải quyết việc làm cho gần 120.000 lao động. Các hoạt động thương mại dịch vụ có nhiều chuyển biến, đáp ứng tốt nhu cầu của nhân dân trên địa bàn huyện. Đến nay, huyện Nhân Trạch đã có 10 trên 11 xã được Ủy ban Nhân dân tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Các vấn đề về an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đẩy mạnh thực hiện tốt. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận trình bày các giải pháp trọng tâm để tiếp tục thực hiện đạt các mục tiêu trong năm nay. Trong đó đặc biệt tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông như đường Vành Đai 3, đường Nguyễn Ái Quốc 25C và Tôn Đức Thắng 25B. Tiếp tục đẩy mạnh kiểm tra, giám sát và xử lý các trường hợp lấn chiếm đất công, xây dựng trái phép, thực hiện công tác chuyển đổi số trên địa bàn. Mới đây, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Trảng Bom đã tổ chức hội nghị lần thứ 10, khóa 4, nhiệm kỳ 2019-2024 để hiệp thương bổ sung, thay thế, tham gia ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và lấy ý kiến bầu bổ sung hai chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện. Theo đó, ông Đào Xuân Hồng, nguyên là Phó trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy và bà Hoàng Thị Xuân, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện, được giới thiệu hiệp thương tham gia ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Trảng Bom khóa 4, nhiệm kỳ 2019-2024. Hội nghị đã thống nhất với tờ trình giới thiệu của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Trảng Bom và biểu quyết bầu ông Đào Xuân Hồng làm Chủ tịch và bà Hoàng Thị Xuân làm Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Trảng Bom khóa 4, nhiệm kỳ 2019-2024 với tỷ lệ đạt 100%. Đoàn lãnh đạo thành phố Long Khánh đã đến thăm và tặng quà đồng bào dân tộc Khmer nhân dịp Tết cổ truyền Chol Than Thamay tại chùa Hoa Sơn Tự, phường Phú Bình. Tại đây, đoàn đã ân cần thăm hỏi, động viên và gửi lời chúc đến các vị đại đức Phật tử và đồng bào dân tộc Khmer đón Tết vui tươi đầm ấm, an toàn và tiết kiệm. Đồng thời ghi nhận sự đóng góp của các vị trong sự nghiệp xây dựng và phát triển địa phương, làm đồng cốt trong công tác tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Dịp này, Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Long Khánh, Phòng Dân tộc thành phố, Ủy ban Nhân dân phường Phú Bình đã tặng các phần quà chúc mừng Tết cổ truyền Chol Than Thamay đến đồng bào dân tộc Khmer, chùa Hoa Sơn Tự. Vừa qua, tại trường Sĩ quan Lục quân 2, đoàn phúc tra của Cục Nhà trường, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam do Thiếu tướng Nguyễn Đăng Bảo, Phó Cục trưởng Cục Nhà trường làm trưởng đoàn, tiến hành phúc tra ngoại ngữ đối với học viên quân sự đào tạo trình độ thạc sĩ tốt nghiệp năm 2023.
quán triệt và triển khai thực hiện chỉ thị số 89. Trong thời gian qua, trường sĩ quan lục quân 2 đã có nhiều biện pháp thúc đẩy việc nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, như xây dựng kế hoạch, đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy học, xây dựng chuẩn đầu ra, tổ chức đào tạo bồi dưỡng giảng viên, cơ sở vật chất, phục vụ đào tạo. Học viên đào tạo trình độ thạc sĩ được học tập trình độ ngoại ngữ theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo. Theo Cục Nhà trường, qua phúc tra nhằm đánh giá trình độ, năng lực sử dụng ngoại ngữ của học viên, quân sự, đào tạo thạc sĩ trước khi tốt nghiệp ra trường, tạo nền tảng để cán bộ, sĩ quan ra trường có thể khai thác, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật, thực hiện tốt công tác quân sự quốc phòng, có khả năng tự học tập, nghiên cứu khoa học, nghệ thuật quân sự, phát triển trong môi trường hội nhập quốc tế. Đồng thời đây sẽ là cơ sở để nhà trường tiếp tục rút kinh nghiệm, chỉ đạo các cơ quan, khoa, đơn vị đề ra các biện pháp thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ trong những năm tiếp theo. Thưa quý vị, Bộ Công an đang triển khai ứng dụng VNEID trong giải quyết các thủ tục hành chính nhằm góp phần nâng cao công tác quản lý nhà nước và phát triển kinh tế xã hội trên môi trường số. Tuy nhiên, nhiều người dân đang gặp không ít khó khăn trong việc cài đặt sử dụng ứng dụng VNEID để kích hoạt tính năng định danh điện tử. Vậy, việc cài đặt ứng dụng VNEID có thực sự khó khăn hay không? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây. Tổ làm căn cước công dân tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban Nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, ngoài việc hỗ trợ cấp mới, cấp lại và điều chỉnh một số thông tin, hiện nay còn kiêm luôn nhiệm vụ cài định danh điện tử mức 2 và hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNEID cho người dân. Theo đó, sau khi được hỗ trợ làm định danh điện tử mức 2, người dân được hướng dẫn làm theo trình tự các bước được dán trên thông báo. Chỉ cần thực hiện đúng và đủ các bước này, chắc chắn việc cài đặt sẽ thành công. Nhiều người dân đã áp dụng đánh giá thực tế việc cài đặt ứng dụng VNEID không khó, quan trọng là phải thực hiện chính xác tuyệt đối theo từng bước hướng dẫn. Chị tự cài và chị tự làm theo hướng dẫn. Thì cứ từ từ mình làm theo hướng dẫn đó rồi mình tự làm được chứ. Thì chị cũng tải về rồi chị làm theo các bước thì cũng không khó đâu. Mình làm được. Dạ, em xem cái thông tin ở trên chỗ đài truyền hình xong rồi về em tự cài, tự làm. Không, theo em thì dễ lắm ạ. Lúc mà mình chỉ tập trung nhìn kỹ là tải được. Xài cũng rất dễ. Tải app về xong rồi mình điền thông tin, xong rồi số điện thoại cá nhân, số điện thoại chính chủ, xong rồi số căn cước công dân và đăng nhập và lấy lại thông tin nơi ở, các thứ là xong là được ạ. Theo ngành công an, hiện có 7 bước để kích hoạt tài khoản định danh điện tử và xác thực điện tử trên ứng dụng VNEID. Nếu là tài khoản mức 1, mức 2 đã được kích hoạt sẽ hiển thị thông báo tài khoản của bạn đã thực hiện kích hoạt. Còn tài khoản mức 1, mức 2 chưa kích hoạt sẽ kiểm tra thiết bị đang dùng để kích hoạt. Cái phần mềm này, cái ứng dụng này rất là tiện ích và dễ sử dụng. Khi thực hiện thao tác thì bà con nên làm cẩn thận từng bước một là sẽ thao tác được. Sau khi tải phần mềm đó về thì bà con thực hiện thao tác dựa trên những tuần tự theo những cái bước trên cái phần mềm nó có hướng dẫn cụ thể. Chỉ cần thực hiện tuần tự theo cái bước là thành công thôi. Chúng tôi cũng được nghe một số thông tin phản ánh là về việc là người dân gặp khó khăn, đa số ở cái bước thứ tư là cái xác thực thông tin cá nhân liên quan tới cái mã QR code và cái nhận diện chân dung. Thì chúng tôi cũng đã có hướng dẫn là trong cái môi trường ánh sáng phải đảm bảo và không có chống độ rung lắc thì sẽ khắc phục được cái lỗi này. Thì quá trình cài đặt thì cũng đề nghị người dân là thực hiện theo đúng quy trình thao tác hướng dẫn, tránh nóng vội để thứ nhất là để tránh cái hiện tượng là giả mạo thông tin hay là làm sai trái cái thông tin của công dân. VNEID là ứng dụng được tích hợp cùng các tiện ích của thẻ căn cước công dân gắn chip, bảo đảm chính xác tiện lợi và thông tin của công dân được bảo mật. Vậy nên khi cài đặt thành công và sử dụng ứng dụng này, người dân sẽ giảm thiểu các giấy tờ phải mang theo và thuận tiện trong các giao dịch tài chính như thanh toán hóa đơn điện, nước, đóng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế, chuyển tiền. Thưa quý khán giả, nhiễm dung sáng là một trong những bệnh nhiễm trùng phổ biến nhất trên toàn thế giới. Trẻ em hoặc là người lớn đều có thể bị nhiễm dung và ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, như là suy dinh dưỡng ở trẻ, thiếu máu hoặc thậm chí là tử vong trong những trường hợp nghiêm trọng. Dung sáng ký sinh ở phổi, ở gan và không được phát hiện, điều trị kịp thời.
Đáng nói, trong những nguyên nhân dẫn đến nhiễm giun sán có thói quen ăn uống của chúng ta lây nhiễm từ việc nuôi thú cưng. Khỏe cùng DNRTV sáng nay sẽ đề cập sau đây. Phòng khám nội tiêu hóa tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai là một trong ba phòng khám khám bệnh về giun sán. Thời gian qua có nhiều trường hợp người dân đi kiểm tra sức khỏe định kỳ thì phát hiện ra bị nhiễm giun sán. Theo các bác sĩ, có nhiều nguyên nhân nhiễm giun sán, trong đó các đường lây chủ yếu là qua đường ăn uống như thói quen ăn rau sống, thịt tái, hải sản tái, qua đường da, niêm mạc như tiếp xúc với phân người, phân chó mèo bị nhiễm giun, không rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh. Do một số đường lây khác như mũi truyền giun chỉ, ấu trùng giun lương, vân vân. Nhiễm giun sán thì có nhiều. Tuy nhiên thì chúng ta thấy đa phần giun sán thì nó không có lây trực tiếp từ người sang người đâu, mà nó phải qua cái trung gian. Chẳng hạn như là con người có nhiễm giun, rồi thải ra phân. Phân nó phải có một cái chu trình trong môi trường, chẳng hạn như đất, nước. Thì từ đó trứng giun nó mới phát triển. Cái thói quen của người Việt Nam là thứ nhất là ăn rau sống, mà nhiều khi chúng ta thấy rằng rau sống thì nó sẽ trồng ở dưới đất mà nó dính, đặc biệt là dính đất mà nó có nhiễm giun, nhiễm phân, có giun sán. Thứ hai là một thói quen ăn chẳng hạn như là cá sống, rồi thịt bò tái, một số loại thịt nấu không chín, hoặc là hải sản cũng là những cái vật chủ trung gian truyền bệnh, hoặc là đặc biệt là ở một số loài hải sản, chẳng hạn chúng ta thấy là các loài sò, các loài ốc sống ở những cái môi trường nước mà đã bị nhiễm rồi, và chúng ta không biết là chúng ta cứ ăn sống như thế thì vô tình chúng ta sẽ bị nhiễm. Những triệu chứng phổ biến khi nhiễm giun sán là rối loạn tiêu hóa như bị tiêu chảy hoặc táo bón, đau bụng, nặng hơn thì suy dinh dưỡng, thiếu máu, ho ra máu, đi tiêu ra máu. Khi bị nhiễm giun sán, thông thường bệnh nhân có thể điều trị tại nhà. Tuy nhiên cũng có nhiều trường hợp bệnh nhân có biến chứng nặng nề như tắc ruột, tắc ống dẫn mật, áp xe gan, rất nguy hiểm. Một số loại giun như là giun đũa, giun móc thì chúng ta thấy rằng nó sống ở trong ruột và nó cắn trực tiếp và nó ăn những cái niêm mạc là gây chảy máu. Thì như vậy thì lâu dần là chúng ta sẽ bị thiếu máu, thiếu dinh dưỡng. Một số loài giun nó có thể nó chu du ngoài ruột và nó đi đến những cơ quan khác, chẳng hạn như là ở mắt nè, hoặc là ở dưới da nó hình thành những cái ổ ở dưới da, hoặc là nó lên não, nó tạo thành những cái kén, những cái nó như là một cái khối u ở trên não ở mắt, rất là nguy hiểm. Hoặc riêng về sán thì có một số loài sán thì nó có thể nó thích nó sống ở gan, có thể gây là giun thì giun chui ống mật, sán thì cũng có thể là nó gây viêm đường mật nè, nó gây ép xa gan nè, hoặc là một số loài sán là nó thích ở phổi, như sán phổi thì nó làm ho ra máu như là những người mà bị bệnh lao vậy. Thống kê chung cho thấy tỷ lệ nhiễm giun sán trung bình ở Việt Nam là từ 10 đến 65%. Vì vậy, từ năm 2016, Bộ Y tế Việt Nam đã khuyến cáo nên bắt đầu uống thuốc sổ giun thường quy cho trẻ em từ 12 tháng tuổi trở lên. Phải làm cái việc đơn giản thôi là ăn chín uống sôi. Tất cả các loại rau, củ quả chúng ta trước khi ăn thì chúng ta phải rửa sạch hoặc gọt vỏ. Thứ hai, tập một cái thói quen là trước khi ăn chúng ta rửa tay, sau khi đi vệ sinh chúng ta rửa tay sạch. Thứ ba, cái môi trường xung quanh chúng ta từ những cái vật dụng chúng ta phải vệ sinh và cho nó sạch. Thứ tư là khi mà tiếp xúc dưới đất thì chúng ta phải có cái đồ phòng hộ, chẳng hạn như ủng, giày, để chúng ta da chúng ta không tiếp xúc trực tiếp với đất và nước. Định kỳ chúng ta phải uống thuốc tẩy giun. Nói chung là cứ một năm thì chúng ta uống 2 lần. Ở những người mà thích động vật, thích nuôi chó mèo và các thú cưng đó, thì chúng ta phải đặc biệt là thứ nhất là phải vệ sinh sạch. Thứ hai, nuôi thú cưng thì cũng chích, ngoài cái việc mà chích ngừa đầy đủ thì cũng cần phải có tẩy giun cho chó mèo. Hiện có 2 phương pháp chẩn đoán và xét nghiệm nhiễm giun phổ biến nhất là xét nghiệm máu và xét nghiệm phân. Tùy trường hợp, các bác sĩ có thể chỉ định để làm xét nghiệm dịch màng phổi, nội soi tìm giun lạc chỗ, kết hợp với siêu âm, chụp cắt lớp, chụp CT để cho ra kết quả chính xác nhất.